Sáng 12 tháng 10, đồng yên đã giảm giá xuống mức thấp chưa từng thấy trong 24 năm qua so với đồng đô la Mỹ, bất chấp động thái của Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ để chặn đà mất giá của nội tệ cuối tháng trước. Tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền sáng 12 tháng 10 được niêm yết ở mức hơn 145,8 yên một đô la Mỹ, giảm nhẹ so với mức giá đóng cửa hơn 145,6 yên một đô la Mỹ trong phiên giao dịch chiều 11 tháng 10. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, tỷ giá này giảm xuống 146,05 yên một đô la Mỹ. Đây là mức giá thấp chưa từng thấy của đồng yên kể từ tháng 8 năm 1998. Không chỉ so với đồng đô la Mỹ, đồng yên cũng mất giá so với đồng euro. Tỷ giá giữa hai đồng tiền này vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 10 trên thị trường Tokyo được niêm yết ở mức 141,46 yên đổi 1 euro, giảm nhẹ so với mức giá đóng cửa 141,22 yên 1 euro trong phiên giao dịch trước đó. Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến đồng yên tiếp tục mất giá mạnh so với đô la Mỹ là do các nhà đầu tư lo ngại khoảng cách lãi suất giữa hai nền kinh tế sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất trong phiên họp vào tháng 11 tới, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ vẫn kiên định với chính sách tiền tệ siêu lỏng.